Tôi bây giờ là hội viên của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam. Thì cái công việc của Tuyên á là tìm ra các đối tượng buôn bán thú hoang dã ở trên mạng rồi thông báo cho tổ chức biết. Tất nhiên một mình Tuyên không thể làm được cái công việc này nếu thiếu sự hỗ trợ của những fan hâm mộ, những cái fan cứng. Từ cái kênh YouTube của Tuyên, đó là việc mà tôi cố gắng phát triển kênh YouTube của mình mấy năm qua. Dù tốn ba kém bao nhiêu tiền, thả thú, cứu thú, nuôi thú, nhưng mà những việc đó tôi làm á là để thu hút những cái đối tượng hại thú, nói chung là có liên quan tới thú hoang dã, là họ đều tìm đến Tiôn. Tiôn giống như là một cái người đứng ở giữa trung đạo, không có thiên về bên nào hết. Và bữa nay là tôi gặp cái tình trạng như thế này, thì cái anh bạn Nguyễn Kiệt này, anh đang đăng bán rẫy cá và anh cũng đang chuyện trò với cái em Nguyễn Khoa, và tôi đang phối hợp với tổ chức bảo vệ động vật ENV để xử lý cái tình trạng cái anh này, nghĩa là cho anh ấy đi tù 15 năm đó. Tất cả việc tôi làm đó là muốn bảo vệ động vật, bảo vệ thú không còn bị hại nữa ngoài thiên nhiên. Tôi chả muốn ai phải bị phạm pháp, bị đi tù tội, gần Tết nữa rồi mà các bạn không có hiểu được nỗi lòng của tôi. Các bạn cứ hại thú vật hoài. Rồi cái bạn Nguyễn Kiệt này á đang nói chuyện với bạn Nguyễn Khoa. Nguyễn Khoa đang giả là một người mua thú chuyên nghiệp bằng cái phong cách của Tuyôn. Bởi vì tôi đã có 6 năm làm việc với những tội phạm buôn bán động vật hoang dã trái phép, tôi hiểu hết tất cả mánh khóe của họ. Tôi chỉ cho bạn Nguyễn Khoa. Và qua cách nói chuyện thì bạn Nguyễn Kiệt đã bị dính bẫy. Bạn Nguyễn Kiệt bây giờ đang muốn bạn Nguyễn Khoa gửi cho anh ta tiền chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, nhưng mà Nguyễn Khoa làm theo cách của Tuyun, không chuyển tiền mà nói nhận hàng mới giao tiền, bởi vì sợ thú chết. Và thật sự Nguyễn Kiệt á, là làm chết ba con rấy cá con rồi, nhưng mà anh ta nói xạo với Nguyễn Khoa là đã bán ba con, bây giờ chỉ còn ba con thôi. Vô Facebook của Nguyễn Kiệt thì đau lòng ghê, anh ta là một người rất sùng đạo hả? Đây là vị Phật của thời hiện tại, Phật Thích Ca Mâu Ni, thần tượng của Tuyên đó. Mà tại sao cái anh Nguyễn Kiệt này lại đi bán rẫy cá như vậy? Em có biết là em sắp bị đi tù rồi không hả? Tôi không muốn em bị tù đầy đâu nha. Ơi, nghe lời tôi đi Nguyễn Kiệt, bỏ đi. Ngày mai em cầm thú đến nhà của Tuyên, giao cho Tuyên, mọi chuyện sẽ êm xuôi, không có gì xảy ra. Bởi vì các thông tin của em, nói chuyện rồi bằng chứng của em buôn bán động vật hoang dã, sao em cần tiền đến như vậy? Lutrina, anh nói thiệt, em liều lắm em mới bán cái con vọc này á. Lấy cá đi tù 15 năm, vọc nó đi tù nhiều hơn. Nhưng mà anh không có muốn bắt mấy em, bởi vì mấy em còn trẻ quá. Anh chỉ muốn bắt những tội phạm mà buôn bán thú cho Trung Quốc thôi. Tương lai mấy em còn dài mà. Hôm nay tôi chia sẻ cho cộng đồng biết cái việc tôi đang làm á, tai mắt của tôi khắp mọi nơi. Bây giờ tôi giống như là ngàn tai ngàn mắt vậy đó, các bạn làm gì tôi cũng biết cả. Và tôi sẵn sàng lấy mấy cái hình ảnh này minh họa luôn cho các bạn, bởi vì tôi thấy đau lòng. Tôi không muốn ai bị gì hết. Mình cùng là người Việt Nam với nhau, vì tiền mà bán cái này giống như là buôn người vậy đó. Rồi Nguyễn Kiệt còn gửi clip cho Nguyễn Khoa coi nữa. Một cô gái đang cho rẫy cá con bú. Mấy em đang làm sai cách. Và biết sao sai cách đâu, anh chỉ luôn cho. Cái chỗ em cho rẫy cá bú như vậy nó có ánh sáng nhiều quá, nó ngủ không được, nó bệnh. Và bây giờ anh đang thấy là cái tình hình lông của nó rất là tệ, em có thấy được như vậy không? Cái lông của nó rất là sơ, nó đang bị bệnh cảm á. Còn nếu mà nó khỏe mạnh thì lông nó rất là mượt. Thôi anh rất muốn giúp em nha Nguyễn Kiệt, em nên giao thú cho anh đi, bởi vì bên cán bộ đều lấy thông tin của em hết rồi á. Cũng có một anh nè bị công an thành phố xử rồi nè, hôm nay đúng là xui, bị thằng công an gài bắt mất con khỉ một xám, ngày mai phải lên công an thành phố không biết xử phạt thế nào luôn. Mấy em làm gì buôn bán gì trên mạng giờ anh cũng biết hết trơn á. Và anh phải lấy một cái mẫu của bạn Nguyễn Kiệt ra để anh khuyên mấy em. Anh là anh muốn giúp mấy em chứ anh không có muốn hại mấy em, hiểu không? Đừng có đi lên cái vết xe đổ của anh là yêu thương động vật mà biến thành tội lỗi. Nghĩa là mình thích con thú đó, mình
muốn cứu nó, mình muốn nuôi nó như thú cưng hả? Không được đâu, nó chết rồi. Nguyễn Kiệt, còn em còn bán cái gì nữa vậy? Cái này là móng cọp đó em, ở đâu em có mấy cái này đây? Rồi sau khi bị Nguyễn Khoa làm theo cách của Tiêu, Nguyễn Kiệt đưa luôn số tài khoản Vietcombank cho Nguyễn Khoa chuyển tiền. Anh nói thiệt, chắc em mới bán thú hoang dã đúng không? Nói chung bây giờ mà chuyên gia bán thú hoang dã gặp anh còn chết, bởi vì mánh khóe anh biết hết. Anh giải cứu rất nhiều con vật quý hiếm mà anh chỉ thả nó về tự nhiên. Anh không có vì tiền mà làm hại động vật. Hôm nay anh xử lý rất nhiều ca hại rái cá mà anh chỉ lấy cái bài của em ra để anh nói. Anh bây giờ có tổ chức nước ngoài mời anh đi làm việc ở nước ngoài, nếu mà anh không làm việc ở Việt Nam nữa, bởi vì anh là thầy người cá quốc tế, anh được thế giới công nhận, và anh là một nhà bảo vệ động vật nữa. Nếu mà qua nước ngoài làm việc, tất nhiên anh sẽ rất sung sướng, chứ không phải ở đây chịu khổ như thế này vì động vật Việt Nam. Và anh không muốn nhìn thấy những cái bạn trẻ lại bị đi tù tội. Đây, gửi luôn cả chứng minh nhân dân, chơi luôn một đống súng như vậy, súng tự chế. Nói chung những cái thông tin của những bạn bán thú bây giờ tôi biết hết, mà tôi chưa đá động tới. Tôi dùng cái bạn Nguyễn Kiệt này á là để cảnh báo cho các bạn, tất cả việc làm của các bạn tôi đều biết. Tôi muốn các bạn từ bỏ việc buôn lậu thú hoang dã đi. Hôm nay là tôi xử lý tới 22 ca bán rái cá, 4 ca bán khỉ, 3 ca bán vọc, rồi mấy con tê tê bị ngâm trong bình rượu nữa. Các bạn ơi, fan bảo vệ động vật tôi rất nhiều, liên hệ Tiêu Anh, sửa sai đi, giao thú cho Tiêu Anh để Tiêu Anh trả nó về tự nhiên. Mọi chuyện đều êm đẹp vui tươi. Và cũng có thể đăng ký tham gia làm hội viên bảo vệ động vật thú với Tiêu Anh nữa, bảo tồn thú hoang dã cho Việt Nam. Chứ mấy em làm tôi đau lòng quá, bởi vì tôi biết chắc chắn mấy em sẽ bị tù tội như cái anh bạn này. Giang hồ buôn mê, em từng làm bộ đội hả mà sao em đi bán rái cá vậy? Số điện thoại tôi là 0909 233 501. Mấy em có nghe lời tôi nói không? Tôi muốn chống lại cái xấu, chống lại những thứ tiêu cực ở Việt Nam, là vì tương lai của mấy em, vì tương lai của động vật hoang dã. Tôi là người có thể đến các thế giới khác chỉ trong vòng 3 phút. Địa ngục tôi cũng đến, niết bàn, cõi trời tôi đều có thể đến được, vì khả năng nhập định của tôi nên hiểu rõ tất cả về thế giới này. Việc các em làm sai tôi đều biết, nhưng mà tôi không muốn hại các em. Tôi muốn dùng kiến thức của mình, trí tuệ của mình và sức khỏe của mình để giúp các em thoát khỏi nỗi khổ này, vì có rất nhiều thế giới chứ không phải chỉ có một thế giới này thôi mà các em đang làm, để dẫn mình đi đến địa ngục. Ở đó khổ lắm. Đáng lẽ tôi sẽ cho bạn Nguyễn Kiệt này bị pháp luật xử lý, nhưng bởi vì cái tin nhắn em gửi trong fanpage của tôi, em rất thích những việc anh đang làm, cố lên. Em thích việc anh làm mà em lại đi bán thú cho người khác, là em đã phụ lòng anh mà còn lừa gạt anh nữa. Anh đã tốn rất nhiều tiền, tiền anh tốn ra anh không có nói cho gia đình mình biết. Thì đó có thể anh mua được 4, 5, 6 căn nhà cho đến bây giờ, trong thời điểm này 6 năm rồi. Anh có thể khẳng định rằng anh có thể buông xả hết tất cả để cứu động vật. Anh không làm hại con thú nào cả. Ngay cả việc anh ăn thịt động vật, anh cũng cầu nguyện hồi hướng cho nó gieo duyên với anh, được giải thoát đến những thế giới tốt đẹp hơn. Mấy em đừng có nói dối với anh biết hết. Và anh chỉ muốn giúp mấy em, muốn các em thay đổi. Tất cả những cái thông tin mà em buôn bán thú hôm nay á bị phát hiện hết rồi. Và tất cả những cái bạn mà đăng thú lên trên Facebook, Zalo bán hôm nay cũng đều bị tôi phát hiện tất cả. Tôi không muốn nói đến các bạn, tôi coi coi các bạn còn làm gì nữa. Các bạn làm tôi rất là đau lòng. Ngay cả những YouTuber nổi tiếng ở Việt Nam, mấy em chả làm được cái tích sự gì cho đất nước này. Mấy em có được hàng triệu sub để rồi mấy em lên mạng chỉ là chửi tục, nói bậy, sỉ nhục người khác không ra gì cả. Anh chửi thẳng vô mặt mấy em,
Bởi vì mấy em bị quỷ dựa. Anh hiểu rõ về quỷ thần như thế nào. Họ lợi dụng các em để các em hại người khác. Anh có thể trị quỷ và trị tất cả những cái thứ xấu xa trong cái xã hội này. Anh làm được, anh biết tất cả. Các em suy nghĩ gì anh đều hiểu được. Và mấy em không bao giờ làm gì được anh cả. Anh có thể giải thoát, nhưng các em thì sẽ bị đọa lạc. Trong 6 chú rái cá này, em làm chết 3 con đúng không? Bởi vì em không biết cách nuôi. Anh thì anh không thấy nó xạo. Bởi vì nó sẽ làm anh bị kẹt tâm chấp tướng. Anh sẽ không dễ dàng nhất tâm chánh niệm mà giải thoát. Nên à, anh cho em biết rằng em đang phạm pháp. Và án tù của em là 15 năm. Em mà bán cho Nguyễn Khoa là em tàn đời luôn đó. Và các bạn khác cũng hãy lấy cái bài học này mà làm gương đi. Nếu các bạn yêu thương thú vật thật sự thì tôi sẽ giới thiệu đến các trung tâm bảo tồn thú hoang dã ở Việt Nam. Mình thích con gì, mình ở đó mình làm tình nguyện viên chăm sóc cho con vật ấy. Mình nuôi nấng nó, mình giúp nó trở về tự nhiên. Chứ không phải mình thích nó, mình đem nó về nhà nuôi. Về nhà nuôi, lấy thuốc gì chữa bệnh cho nó, rồi để nó chết hả? Một cái con thú hoang dã nó mà vô trung tâm á, sẽ có viện trợ nước ngoài, sẽ có y bác sĩ đủ lĩnh vực. Những người phục vụ cho nó tốt nhất, họ luôn ở đó. Trong đó có những tình nguyện viên nữa, là những bạn cũng yêu quý động vật như các em. Họ đến để chăm sóc cho các loài vật. Hãy sống như vậy, chia sẻ cuộc sống này. Nên tôi không muốn làm hại ai, tôi không có muốn ai phải đi tù tội hết.